Đá mắt hổ tượng trưng cho sự giàu có trong phong thủy. Đá mắt hổ là loại đá màu nâu hoặc màu đồng mờ có vẻ ngoài rất nổi bật, khiến bạn không thể không nhìn chằm chằm vào chúng. Nó trông giống như bộ lông của một con hổ với những vệt màu vàng, đen và nâu sẫm chạy dọc bên trong mặt đá. Được tìm thấy ở Nam Phi và Tây Úc, nó hình thành khi silica thấm vào đá, tạo ra vẻ lung linh độc đáo. Đá tượng trưng cho sự giàu có tác dụng cố niềm tin, tăng ý chí sức mạnh vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Vì thế, nếu đang tìm loại đá phong thủy cầu tài lộc năm 2024 thì bạn có thể sử dụng đá mắt hổ. Mục đích sử dụng tốt nhất: tự nhận thức, củng cố sức mạnh, truyền cảm hứng, hỗ trợ và kiên trì. Cách sử dụng đá mắt hổ để cầu may giống như thạch anh hồng. Mang đá mắt hổ lên người bạn khi bạn di chuyển suốt cả ngày hoặc đặt ở những nơi mà bạn có thể cần thêm cảm hứng để vượt qua chướng ngại trong cuộc sống.